Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunro TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 8 tháng 11 đảo chiều giảm mạnh trở lại trên thị trường thế giới và trong nước sau phiên tăng mạnh trước đó. Cụ thể, theo ghi nhận kết thúc phiên giao dịch sáng nay, tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2024 giảm đi 62 USD trên tấn với mức giảm là 2,56%, xuống mức giao dịch là 2.360 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024, giá cà phê giảm đi 35 USD trên tấn với mức giảm là 1,48%, xuống mức giao dịch là 2.326 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 1 và tháng 3 trên sàn London tương đương với mức giá là 57.600 đồng, là 57.100 đồng và 56.200 đồng 1 kg. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2024. Cùng đà giảm với giá cà phê Arabica trên sàn New York ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2023, giá cà phê giảm đi 2,4 cent trên pound với mức giảm là 1,38%, xuống mức giao dịch là 171,3 cent trên pound. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024, giá cà phê giảm đi 2,2 cent, xuống mức giao dịch là 169,5 cent trên pound. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê hôm thứ Ba giảm vừa phải, đồng đô la mạnh hơn vào thứ Ba đã dẫn đến việc thanh lý hợp đồng cà phê tương lai trong thời gian dài. Ngoài ra, lượng mưa dồi dào ở Brazil cũng hỗ trợ sản lượng cà phê và khiến giá cà phê giảm. Trong phiên trước đó vào thứ Hai, giá cà phê Arabica tháng 12 trên sàn New York đã đạt mức cao mới trong 4 tháng rưỡi và cà phê Robusta tháng 1 đạt mức cao nhất trong một tuần do tồn kho cà phê ICE giảm. Tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát vào hôm thứ Ba giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm là 337.915 bao. Trong khi đó vào thứ Ba thì tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát hiện đang ở mức là 40.710 tấn, cao hơn một chút so với mức thấp kỷ lục là 3.374 lô được ghi nhận vào ngày 31 tháng 8. Trong tuần này, thị trường vẫn còn nguyên những mối lo đe dọa cà phê giảm, đó là thời tiết thuận lợi ở Brazil, áp lực bán hàng vụ mới từ Việt Nam và quan trọng là hai sàn đang ở vùng quá mua sau 3 ngày tăng liên tiếp từ cuối tuần trước. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam ghi nhận ở các địa phương, giá cà phê điều chỉnh giảm 1.000 tới 1.200 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua. Theo đó, giá cà phê trong nước sáng nay thu mua trong khoảng 57.000 đồng tới 58.300 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc sáng nay thu mua với mức giá 57.000 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Di Linh, mức giá là 56.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cơ Mờ Ga thu mua với mức giá là 58.200 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 58.000 đồng và 58.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Iagrai thu mua với mức giá 58.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Rông ghi nhận quanh mức 57.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức giá 58.100 đồng 1 kg và ở khu vực huyện Đắk Lắk mức giá là 58.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua với mức giá 57.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận ở mức 58.100 đồng 1 kg và tại khu vực tỉnh Bình Dương mức giá là 58.300 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê được giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận quanh mức 58.400 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua quanh mức giá 58.200 đồng 1 kg. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê tươi trong nước sáng nay ở các địa phương, giá cà phê tươi điều chỉnh giảm 200 đến 300 đồng so với phiên trước đó. Sáng nay các đại lý thu mua trong khoảng 11.500 đồng tới 12.500 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay trên kênh Phunro TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.